Đây là một năm đánh dấu của BOTX có mặt trên thị trường Việt Nam 10 năm. Và điều đầu tiên là của BOTX đã sẽ dành những phần quà vô cùng giá trị cho những khách hàng nào mình cùng đồng hành và đã dành những tình yêu thương cho các BOTX. Và ngày hôm nay, với mỗi khách hàng mình mua hàng trực tuyến tại các cửa hàng trên hệ thống toàn quốc của BOTX sẽ có ngay một mã dự thưởng. Và chúng ta sẽ tìm ra 5 vị khách hàng may mắn nhất của ngày hôm nay đã mua hàng trực tiếp tại trên các cửa hàng hệ thống của BOTX vào ngày 24 tháng 5 ha. Và sẽ có 3 giải thưởng lớn của BOTX dành tặng cho khách hàng, đó là Samsung A10, Samsung S10e và iPhone XS Max. Và ngoài ra còn đồng hành với 3 giải thưởng lớn là còn hàng loạt các giải thưởng từ áo thun, áo khoác của BOTX từ bộ sưu tập thép My Hand. Nếu bạn là một fan trung thành của BOTX thì chắc hẳn là bạn đã biết được đến sự kiện ngày 15 tháng 5 vừa qua, BOTX đã gây ra một tiếng vang lớn với fashion show khi cho độc lập ra mắt bộ sưu tập tính từ bộ sưu tập xuân hè Set My Hand, và đây đã tạo ra một dấu ấn riêng của BOTX đã đánh dấu chặng đường 10 năm. Và thể lệ chương trình cũng rất là đơn giản. Nếu bạn chưa biết về thể lệ chương trình của BOTX thì bạn có thể truy cập trên fanpage của BOTX, hoặc là mình có thể vào trang web www.BOTX.com ha. Và chỉ với mỗi khách hàng có thể mua hàng trực tuyến tại các cửa hàng thì mọi người có được mã dự thưởng. Và với hóa đơn trên 300.000, 600.000 thì 900.000 thì mình có thể tương đương với một mã dự thưởng nha mọi người. Và ngoài ra hôm nay mình sẽ có một mini game nhỏ nhỏ dành cho các bạn đang theo dõi chương trình. Ở mỗi chương trình thì chúng ta sẽ có một câu hỏi đặt ra và các bạn chỉ tham gia rất là đơn giản thôi. Hãy share livestream về chế độ công khai, tag ngay 5 người bạn cùng tham gia và mình hãy comment câu trả lời nhanh nhất nha. Phần quà của chúng ta đó là 3 chiếc voucher mua sắm trị giá 300.000 đồng và một chiếc áo khoác. Xin chào bạn Thảo Nguyên, xin chào Thu Hà, xin chào bạn An Nhiên nè. Chúng ta hãy tag ngay 5 người bạn vào tham gia chương trình để mình có cơ hội trúng được giải thưởng ngày hôm nay ha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm ra 5 vị khách hàng may mắn đầu tiên để trúng được một chiếc áo thun từ BOTX. Đây là một chiếc áo thun với cảm hứng mùa hè với thiết kế Let's Go Now để cho chúng ta có thể cảm hứng để mình bắt đầu những chuyến đi mùa hè. Và đây là phần quà của vị khách hàng đầu tiên mà mình đã tham gia mua hàng trực tuyến với chương trình kỷ niệm 10 năm sang ngay iPhone XS Max. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình tham gia thể lệ chương trình ha. Mọi người chưa ai biết thì mọi người có thể lên fanpage mình xem. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm vị khách may mắn đầu tiên của ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta chưa biết được mã số may mắn của mình thì chúng ta có thể lên fanpage mình tìm vào, mình sẽ nhập số điện thoại ở đây và mình sẽ được xem được số may mắn của mình ha mọi người. Mọi người chỉ cần mua hàng tại cửa hàng thôi, với hóa đơn trên 300.000 chúng ta sẽ có một mã dự thưởng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm người may mắn đầu tiên. Trong lúc chúng ta tìm được vị khách hàng may mắn đầu tiên, đó là em xin chúc mừng chị Đoàn Thị Cẩm Tú với mã số dự thưởng là 713916 và 4 số điện thoại đuôi là 3644 đã trở thành khách hàng may mắn đầu tiên của ngày hôm nay. Và chúc mừng chị đã mua hàng tại cửa hàng của BOTX và đã trúng được một giải được một áo thun đến từ bộ sưu tập Set My Hand. Nếu mà chị đang xem livestream thì mình có thể comment livestream xuống livestream giùm em ha, và mình có thể share livestream về trang cá nhân để mình có thể chia sẻ niềm vui cùng với bạn bè. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi mini game dành cho những bạn đang theo dõi livestream nha. Và chúng ta phải nhớ là mình phải share livestream về chế độ công khai, tay ngay 5 người bạn vào cái livestream này, và bây giờ sẽ comment câu hỏi cho câu trả lời nhanh nhất nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Mọi người nhớ là phải share livestream với chế độ công khai, tay 5 người bạn vào trong livestream này và comment câu hỏi nhanh nhất nha.
Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên. Khi Messi thực hiện quả đá phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu? Mọi người hãy nhớ comment nha, câu trả lời nhanh nhất nha. Và khi mà Tiên nhận được câu trả lời của bạn nào đó đúng đầu tiên thì Tiên sẽ kiểm tra là bạn đó có share live stream về chế độ công khai không và có tag 5 người bạn hay không nhé. Mọi người đọc, Tiên sẽ đọc lại câu hỏi cho mọi người nhé. Khi Messi thực hiện quả phạt đền, anh ta sẽ sút vào đâu? Và trong lúc chờ mọi người trả lời câu hỏi, chúng ta sẽ bắt đầu tìm ra vị khách may mắn thứ hai nhận được chiếc áo thun đến từ bộ sưu tập Set My Hand luôn ha mọi người ha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm vị khách thứ hai. Mọi người ai chưa nắm được cái thông tin về thể là chương trình thì chúng ta có thể lên fanpage hoặc là mình có thể đến trực tiếp lại cửa hàng, mình thấy mua tại cửa hàng và mình sẽ được một mã dự thưởng ha. Với mỗi hóa đơn trên 300 ngàn thôi chúng ta có thể được một mã dự thưởng. Và mọi người hãy nhớ rằng ngày 27, 30 và ngày 3 tháng 6 sẽ có 3 giải thưởng lớn, đó là Samsung A10, Samsung S10e và iPhone XS Max. Và bây giờ trong lúc mình tìm ra vị khán giả mà trúng thứ hai thì mình sẽ đọc cái đáp án mà Mini Game ha. Mình đã thấy được comment của bạn Khánh Minh là câu trả lời đúng là quả bóng. Mà không biết là bạn đã share livestream về chế độ công khai chưa và tăng 5 người bạn vào tham gia Mini Game chưa nè. Mình sẽ kiểm tra nha. Và sau cuối chương trình thì trên fanpage sẽ công bố người trúng thưởng. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm ra vị khách thứ hai mình đã tham gia chương trình trải nghiệm mua sản phẩm tại cửa hàng trên toàn hệ thống của BTX với chương trình là kỷ niệm 10 năm sang iPhone XS Max ha. Câu trả lời là quả bóng nha bạn ơi, và đã tìm được bạn trúng thưởng, đó là bạn Khánh Minh. Bạn Khánh Minh hãy nhanh tay share livestream về chế độ công khai và tag ngay 5 người bạn vào trong livestream nhé. Nếu mà bạn đang xem livestream thì hãy comment cho mình biết là bạn đã trúng mini game nhé. Bạn ơi, bạn có đang ở đó không? Mình hãy comment nhanh để mà mình còn tìm ra vị khách may mắn thứ hai đã mua tại cửa hàng và có được mã dự thưởng nè. Và trong lúc mình chờ mọi người thì mình sẽ giới thiệu bộ cái chiếc áo thun thứ hai mà mọi người trong bộ sưu tập Thép My Hand của mùa hè năm nay, đó là chiếc áo in loang màu và in chuyển màu. Nó in chuyển màu và lấy cảm hứng từ cây xương rồng cũng cũ mùa hè cũng nóng và oi bức. Và đây là một chiếc áo cũng trong bộ sưu tập Thép My Hand ha. Và người may mắn thứ hai sẽ trúng được một chiếc áo thun Let Go Now. Và chiếc kết cô nâu này nó sẽ là lấy cảm hứng từ mùa hè, cũng lấy cảm hứng mùa hè. Và đây là thông điệp chúng ta sẽ bắt đầu để chúng ta lấy được đi những chuyến đi và tới những nơi mà mình muốn. Và đây cũng là một thiết kế của bộ sưu tập Set My Hand, đây là chiếc áo khoác. Chiếc áo khoác này cũng lấy cảm hứng từ mùa hè với màu chủ đạo là cam đất. Và ngoài ra là còn đến từ trái cây. Và ngoài ra cùng đến từ lấy cảm hứng từ vùng đất Ninh Thuận, nắng, đầy nắng và gió luôn. Đây cũng là một mẫu sưu tập rất là hot của bộ sưu tập Set My Hand, của bộ sưu tập mùa hè năm nay. Và bây giờ mình sẽ không biết là bạn không biết là bạn Khánh Minh đã comment trúng chưa ta. Và bạn hãy share livestream về chế độ công khai nha. Mình sẽ kiểm tra và có xem bạn có share livestream không và có tăng 5 người bạn không á. Rồi, mình đã thấy comment của Khánh Minh và Khánh Minh sẽ nhận được một voucher trị giá 300.000. Mình sẽ có thể lấy voucher đó mình tới cửa hàng mình mua sắm ha mọi người ha. Và
Ok, và đây là mình cũng xin giới thiệu sơ về bộ sưu tập Made My Hand. Thì bộ sưu tập Made My Hand được ra mắt vào ngày 15 tháng 5 và đã gây ra một tiếng vang lớn của fashion show năm nay và đã tạo được dấu ấn trên chặng đường 10 năm của Couple2X khi ra mắt được thị trường. Mọi người hãy nhớ là xem livestream nha và ở lại trong livestream để bắt đầu mình câu hỏi thứ hai nha mọi người nha. Mình sẽ bắt đầu câu hỏi thứ hai và sẽ dành cho những bạn theo dõi livestream này, và chiếc voucher thứ hai sẽ dành tặng cho bạn nào nếu bạn nào có câu hỏi comment đúng và nhanh nhất nha. Xin chào bạn Lê Vi nè, xin chào bạn Cư Nguyễn, xin chào bạn Lưu Hoàng Phương. Mình có thấy comment bạn trước nha. Không sao mọi người ơi, mọi người vẫn còn cơ hội, tại vì ở trên hệ thống là có thấy comment của bạn Khánh Minh trước nha bạn mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm ra vị khách may mắn thứ hai ngày hôm nay trúng được chiếc áo thun Let Go Now nha mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm ra sao chị Đoàn Thị Cẩm Thú, không biết là vị khách nào mình may mắn ha. Và mọi người có thể lên, mọi người có thể lên fanpage mà nhập số điện thoại và mình có thể tra được, cứu được cái số may mắn của mình. Em xin chúc mừng chị Võ Thị Kim Thoa với mã số 713954 và 4 số điện thoại đuôi là 9781 đã trở thành vị khách may mắn thứ hai nhận được một chiếc áo thun đến từ bộ sưu tập Made My Hand của Couple2X. Và em xin chúc mừng chị, nếu mà chị đang like, đang xem cái livestream này, chị hãy comment cho em biết ha. Và chị nhớ là share livestream về trên cá nhân của mình để cùng chia sẻ niềm vui này với bạn bè. Và trong lúc mình tìm ra vị khách thứ ba quà tặng đến từ chương trình, thì chúng ta sẽ bắt phải tiếp tục chơi mini game ha. Và câu hỏi thứ hai chúng ta sẽ bắt đầu. Và các bạn nhớ là thể lệ tham gia mini game cũng rất là đơn giản. Chúng ta hãy share livestream về giới thiệu công khai, tag 5 người bạn vào cùng tham gia và comment câu trả lời nhanh nhất nha. Câu hỏi thứ hai sẽ là, mọi người cùng chờ đợi ha. Và tôi nhắc lại là nếu mà mọi người muốn trúng được iPhone XS Max thì hãy tham gia trở thành khách hàng đến mua hàng trực tuyến tại các cửa hàng trên toàn quốc của Couple2X để nhận ngay một mã dự thưởng cho riêng mình và sẽ có cơ hội trúng được vào mỗi tối livestream vào 20 giờ trên fanpage nha mọi người nha. Mỗi khách hàng sẽ có một mã dự thưởng và mã dự thưởng nó sẽ tương đương với hóa đơn trên 300.000. Nếu mình mua 600.000, 900.000 thì tương đương với 2 và 3 mã dự thưởng. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai. Từ gì mà 100% người dân Việt Nam đều phát âm sai? Mọi người ơi, mọi người tham gia mini game, mọi người phải nhớ là share livestream về chế độ công khai, tag ngay 5 người bạn và nhớ là mình phải comment câu trả lời nhanh nhất nha. Từ gì mà 100% người dân Việt Nam đều phát âm sai? Mình vẫn chưa thấy câu trả lời của bạn nào cả. Trong lúc mình chờ đợi mọi người thì mình sẽ giới thiệu về chiếc áo thun thứ hai ha. Chiếc áo thun thứ hai đến từ bộ sưu tập Made My Hand của mùa hè năm nay luôn. Và với thiết kế là in chuyển màu, lấy cây xương rồng làm chủ đạo cho mùa hè, thì đây là một thiết kế rất là độc đáo và tạo nên cái mùa hè nóng nức, nóng bức và oi ả. Và đây là một thiết kế rất là đẹp trong bộ sưu tập Made My Hand. Ôi, tôi chưa thấy. Rồi, và Tiên đã thấy bạn khách hàng comment đúng, đó là bạn Trần Hòa Khánh. Không biết bạn Trần Hòa Khánh đã share livestream về chế độ công khai và tay ngay 5 người bạn vào trong livestream chưa nhỉ? Bạn đã trả lời đúng. Từ mà 100% người dân Việt Nam nói sai, đó là từ sai. Đó là từ sai nha mọi người nha. Đó là từ sai. Không biết là bạn đã share livestream về chế độ công khai chưa và tag ngay 5 người bạn nha. Nếu mà bạn muốn tham gia trúng được iPhone XS Max, Samsung Galaxy S10 hay là Samsung A10 thì bạn hãy tham gia chương trình trải nghiệm mua sắm kỷ niệm 10 năm săn ngay iPhone XS Max tại cửa hàng nha. Với mỗi hóa đơn trên 300.000 thì chúng ta sẽ có được một mã dự thưởng và sẽ được quay sổ số trực tiếp vào 20 giờ hàng ngày trên fanpage luôn.
Mình thấy comment của bạn Trần Hòa Khánh đầu tiên nha mọi người. Nếu mà nó hiện lên đây, nếu mà sau livestream này thì mà ban tổ chức sẽ kiểm tra lại và sẽ công bố trên fanpage luôn nha. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục tìm ra vị khách may mắn thứ ba của ngày hôm nay. Vị khách may mắn thứ ba của ngày hôm nay sẽ trúng được một chiếc áo thun có in chuyển màu đến từ bộ sưu tập Chef My Hair nha mọi người. Lấy cây xương rồng làm chủ đạo của mùa hè oi bức và nóng. Và bây giờ mình sẽ tìm ra người khách hàng may mắn thứ ba là chị này đã tham gia mua hàng trực tiếp tại cửa hàng với hóa đơn trên 300.000, chị đã có được một mã số dự thưởng. Xin chúc mừng anh Huỳnh Phạm Minh Chiêu với mã số may mắn là 715247 và bốn số điện thoại đuôi là 6869 đã trở thành khách hàng thứ ba may mắn trúng được một chiếc áo combo đến từ bộ sưu tập Take My Hand của combo KX nha. Chúc mừng anh. Nếu mà anh đang xem livestream thì anh hãy comment cho em biết và nhớ là hãy share cái phần thưởng này đến trang cá nhân của mình để có mọi người cùng chúc mừng anh ha. Mọi người ơi, bây giờ là nếu mà sau cái chương trình đó thì ban tổ chức sẽ kiểm tra lại ai là người comment đúng đầu tiên nha. Có thể là mạng của bên mình đang bị chậm, mọi người cứ bình tĩnh. Đừng lo lắng, quà nó vẫn còn đó bởi vì sẽ kiểm tra lại. Và bây giờ chúng ta sẽ tới câu hỏi mini game thứ 3. Và chúng ta sẽ tới câu hỏi mini game thứ 3 nha. Và thể lệ tham gia thì mình sẽ xin nhắc lại với mọi người là hãy share livestream về chế độ công khai, tag 5 người bạn vào trong livestream và phải comment câu trả lời nhanh nhất nha. Và câu hỏi thứ ba là cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm thì nó lại đứng. Mọi người nhớ nha, comment nhanh nhất nha. Cái gì mà đi thì nằm, đứng cũng nằm, nhưng nằm lại đứng. Và phải nhớ là share livestream nha mọi người, share livestream về chế độ công khai nè. Comment 5 người bạn nhanh, comment tăng thêm 5 người bạn vào chơi chung với mình nè. Và comment câu trả lời nhanh nhất nha. Và hiện nay mình đã thấy có bạn comment đúng đó, câu đáp án đúng là bàn chân. Bàn chân là đáp án đúng ạ. Và sau khi kết thúc livestream thì ban tổ chức sẽ kiểm tra lại bạn nào comment nhanh nhất nha. Bởi vì mình nếu mà mình vừa công khai bây giờ thì cũng có sẽ có bạn nói là mình comment trước. Và bây giờ mọi người ơi, bây giờ cái thể lệ chương trình đó mình cũng sẽ xin nhắc lại với mọi người ha. Và để kỷ niệm 10 năm chặng đường combo TX ra mặt trên thị trường Việt Nam thì nhằm tri ân khách hàng đã cùng đồng hành cũng như là dành tình cảm yêu thương với combo TX thì combo TX sẽ dành những quà tặng vô cùng đặc biệt như là Samsung A10, Samsung S10e và đặc biệt là chiếc iPhone XS Max sẽ được trao tặng cho khách hàng nào cùng tham gia trải nghiệm mua sắm với chương trình kỷ niệm 10 năm sang ngay iPhone XS Max vào ngày 30 tháng 6 vào ngày 27 tháng 5, 30 tháng 6 và ngày 3 tây tháng 6 ha. Mọi người, vào ngày 27 tháng 5 là sẽ quay trúng thưởng xem vị khách hàng nào trúng được Samsung A10. Và ngày 30 tháng 5 sẽ quay được khách hàng nào trúng được Samsung S10e. Và đặc biệt là ngày 3 tây tháng 6 sẽ tìm ra vị chủ nhân trúng được iPhone XS Max nha mọi người. Và thể lệ tham gia rất là đơn giản. Mọi người chỉ cần tới cửa hàng mua sản phẩm với hóa đơn trên 300.000 là chúng ta sẽ có được một mã dự thưởng và sẽ quay trực tiếp trên đây luôn. Và nếu mà hóa đơn nào 600.000, 900.000 thì tương đương đến 2 hoặc 3 mã dự thưởng luôn nè. Mà đặc biệt là nếu mà chúng ta chưa biết được cái mã dự thưởng của chúng ta thì chúng ta có thể lên fanpage, truy cập vào website www.coupletx.com để mình nhập số điện thoại của mình và chúng ta sẽ được biết được cái mã dự thưởng của mình. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tìm được vị khách thứ tư trúng được chiếc áo thun của ngày hôm nay nha. Không biết là chị
chị. Không biết là anh Minh Chiêu nãy giờ có thêm theo dõi livestream không ta? Nếu mà anh có theo dõi thì hãy comment cho em biết là anh trúng và mình hãy share cái livestream của em á và chế độ công khai để mình cùng chia sẻ niềm vui này với bạn bè nha. Bắt đầu em sẽ tìm thấy vị khách thứ tư ạ. Và trong thời gian chờ kết quả thì các bạn hãy nhớ là chúng ta sẽ tiếp tục chơi mini game câu hỏi với câu hỏi thứ tư nha. Xin chúc mừng chị Nguyễn Đỗ Thùy An với mã dự thưởng là 1715135 với số điện thoại đuôi là 8811 đã trở thành khách hàng may mắn thứ tư, trúng được chiếc áo từ bộ sưu tập thép My Hand với thiết kế in loan mặt in chuyển màu và cây xương rồng làm chủ đạo trong mùa hè ngày năm nay. Và xin chúc mừng chị. Nếu mà chị đang xem livestream của Cúp Bùi TX thì chị hãy comment cho em biết ha. Và chị nhớ là share livestream về trang cá nhân của mình để có thể cho mọi người biết là mình đã và khách hàng may mắn trúng giải thưởng ngày hôm nay nha. Hello Kim Kim Ngân nè, chị biết nha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến mini game câu hỏi thứ tư. Và thể lệ tham gia mini game cũng rất là đơn giản. Share livestream về chế độ công khai, tag ngay 5 người bạn cùng tham gia với mình và comment câu trả lời nhanh và đúng nhất nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến câu hỏi thứ tư nha mọi người. Câu hỏi thứ tư sẽ là: cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1? Mọi người hãy nhớ là share livestream về chế độ công khai, comment tag 5 người bạn vào livestream này và nhớ là comment câu trả lời nhanh và đúng nhất nha. Mình xin nhắc lại câu hỏi là: cái gì Adam chỉ có 2 mà Eva chỉ có 1? Thật ra là không ngờ là có bạn đã comment được câu trả lời rất là nhanh luôn. Mình đã thấy luôn, không biết là trên cái máy điện thoại của các bạn có thấy được cái comment của bạn đó hay không. Thì bạn đó trả lời đã đúng. Là đáp án mình xin công bố là chữ A nha mọi người nha. Chữ A là đáp án đúng. Và sau khi kết thúc livestream thì bên fanpage sẽ công bố bạn nào trả lời nhanh nhất và trở thành chủ nhân của chiếc voucher mua sắm 300.000 ngày hôm nay. Mọi người nhớ nha, nếu mà có được cái voucher mua sắm rồi thì hãy đến ngay Cúp Bùi TX để mua sản phẩm để mình có cơ hội có được cái mã dự thưởng. Và mình sẽ biết đâu mình sẽ trở thành chủ nhân của chiếc iPhone XS Max này thì sao, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm ra vị khách may mắn thứ 5 của ngày hôm nay. Thì vị khách may mắn thứ 5 của ngày hôm nay sẽ có cơ hội trúng một chiếc áo khoác đến từ bộ sưu tập thép My Hand của Cúp Bùi TX. Bộ sưu tập thép My Hand của Cúp Bùi TX để lấy cảm hứng từ mùa hè và lấy màu chủ đạo cam đất đến từ vùng đất Ninh Thuận đầy nắng và gió. Và thể lệ chương trình cũng rất là đơn giản. Vị khách ngày hôm nay trúng được chiếc áo khoác này là vị khách đã tham gia chương trình mua bất kỳ cửa hàng nào của Cúp Bùi TX trên hệ thống toàn quốc luôn. Và với hóa đơn chỉ với 300.000 là đã có ngay một mã dự thưởng và trúng ngay chiếc áo khoác này. Và mọi người nhớ là vào ngày 27, 30 và ngày 3 tháng 6 sẽ có 3 giải thưởng lớn dựa vào quay trực tiếp và dựa vào mã dự thưởng mà mọi người đã mua tại cửa hàng ha. Vào ngày 27 tháng 5 sẽ trúng được Samsung A10 và ngày 30 tháng 5 sẽ trúng được Samsung S10e và đặc biệt là ngày 3 tháng 6 sẽ tìm ra được chủ nhân của iPhone XS Max nha mọi người nha. Chỉ với hóa đơn trên 300.000, chúng ta sẽ có ngay một mã dự thưởng và chúng ta sẽ được quay trực tiếp trên đây luôn. Và đừng quên mỗi livestream vào ngày 20 giờ từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 sẽ đều có mini game dành cho mọi người đang theo dõi livestream ha. Hello chị, hello Long Võ nè. Đúng rồi, hello Ly Phát. Mình hãy đi ra cửa hàng mình mua thì mình sẽ có mã dự thưởng nha bạn nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm ra vị khách may mắn thứ 5 của ngày hôm nay trúng được chiếc áo khoác đến từ bộ sưu tập của bộ TX nha mọi người. Sao chị Đỗ Thùy An sẽ là ai đây? Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Ngọc Mai
với mã số dự thưởng là 1713777 và số 4 số điện thoại cuối là 7477 đã trở thành khách hàng may mắn thứ 5 của ngày hôm nay, trúng được một chiếc áo khoác đến từ bộ sưu tập Tap My Hand. Và xin chúc mừng chị, nếu mà chị đang xem dõi livestream thì chị hãy comment cho em ngay nhé. Và nhớ là hãy share livestream về chế độ công khai để mình cùng chia sẻ niềm vui này cùng đến với bạn bè nha. Và không đợi mọi người đợi lâu nữa, và câu hỏi thứ 5 của ngày hôm nay cũng sẽ là câu hỏi giúp cho chúng ta tìm ra được cái bạn cuối cùng trúng được chiếc áo thun này. Mình xin lỗi, mình chúng sẽ trúng được chiếc áo khoác này giống cái chị mà đã trúng được chiếc áo khoác này trước tiên là chị Ngọc Mai ha. Cái bạn mà trả lời mini game cuốn trúng câu cuối này sẽ trúng được chiếc áo khoác. Và bạn ơi, nếu mà bạn yêu thích các mẫu sản phẩm đến từ cái bộ tiện ích thì hãy nhanh tay ra cửa hàng săn ngay cho mình một chiếc áo để có cơ hội, mình biết đâu mình sẽ là chủ nhân của chiếc iPhone XS Max thì sao ha. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến câu hỏi số 5. Và câu hỏi số 5 này sẽ được mở ra nếu như, và thể lệ tham gia của chúng ta cũng rất là đơn giản. Chúng ta hãy share livestream về chế độ công khai, comment thêm 5 người bạn tham gia nha. Và nhớ là comment câu trả lời nhanh nhất, đúng nhất có thể luôn. Sự kiện kỷ niệm 10 năm của Cúp Bộ TX và Fashion Show vừa diễn ra vào ngày nào? Cái này là mình đã giới thiệu ngay từ đầu rồi. Nếu bạn nào mà mình chú ý lắng nghe thì trả lời câu hỏi này rất là đơn giản luôn. Và không biết là chủ nhân của chiếc áo khoác ngày hôm nay sẽ là ai ta? Ai sẽ là chủ nhân của chiếc áo khoác ngày hôm nay đến từ bộ sưu tập Tap My Hand và lúc đầu mình đã giới thiệu rồi. Không ngờ là đã thấy được cái comment chính xác của một bạn. Wow, vậy là chúng ta đúng, chúng chính thật là chúng ta đúng là fan cứng của bộ TX luôn nha. Rất là nhiều bạn comment đúng luôn ạ. Rất là nhiều bạn comment đúng luôn. Xin chúc mừng nha mọi người. Và xin chúc mừng, đó là mình không có thể thông báo được vì bởi vì mình sợ là cái điện thoại mình dạy chậm nên người khác comment trước nữa. Và sau khi kết quả sẽ được fanpage công bố cho mọi người. Và câu trả lời đúng đó là ngày 15 tháng 5 năm 2019 nha. Với sự kiện fashion show thì Cúp Bộ TX đã gây một tiếng vang lớn và tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong chặng đường 10 năm vừa qua của Cúp Bộ TX luôn. Và mình xin nhắc lại thể lệ của chương trình cũng rất là đơn giản. Nếu bạn muốn trở thành chủ nhân của chiếc iPhone XS Max này thì hãy tham gia trải nghiệm mua sắm với chương trình kỷ niệm 10 năm săn ngay iPhone XS Max. Chỉ cần với hóa đơn trên 300.000, chúng ta sẽ có ngay một mã dự thưởng để tham gia quay số trực tiếp trên fanpage vào 20 giờ buổi tối từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 luôn. Và điều đặc biệt là mỗi ngày sẽ có 5 giải mini game với 3 chiếc voucher trị giá 300.000 và một chiếc áo khoác đến từ bộ sưu tập Tap My Hand sẽ là phần quà dành cho các bạn tham gia mini game. Và ngoài ra thì chúng ta xin chào giải thưởng thì sẽ được trao cho bạn nào trả lời comment nhanh nhất nha bạn nha. Và bạn nếu bạn trả lời comment nhanh nhất và bạn có share livestream về chế độ công khai, ngoài ra bạn có tag ngay 5 người bạn thì bạn sẽ là người trúng đầu tiên ha, và kết quả sẽ được công bố trên fanpage. Và hãy nhớ thể lệ của chương trình rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần tham gia mua sắm tại các bất kỳ cửa hàng của Cúp Bộ TX thì chúng ta sẽ có cơ hội trúng được iPhone XS Max nha mọi người. Đây còn full box luôn, chưa khui luôn và vẫn chưa tìm được chủ nhân của nó. Và chúng ta sẽ nhớ là hãy với một hóa đơn trên 300.000 nha, là một mã dự thưởng, 600.000 là hai mã, 900 là ba mã và sẽ được quay trực tiếp luôn. Và ba chiếc giải lễ thưởng lớn này
mỗi ngày sẽ được live stream vào 20 giờ trên fanpage của MTX, và giải thưởng là hàng loạt chiếc áo thun và chiếc áo khoác, và ba giải thưởng lớn sẽ được trao vào ngày 27 tháng 5, 30 tháng 5 và 30 tháng 6. Ngày 27 tháng 5, chúng ta sẽ tìm được chủ nhân của chiếc điện thoại Samsung A10. Ngày 30 tháng 5, chúng ta sẽ tìm được chủ nhân của chiếc điện thoại Samsung S10e. Và ngày cuối cùng của chương trình đó là ngày 30 tháng 6, chúng ta sẽ tìm được chủ nhân của iPhone XS Max. Và chỉ với cách thức tham gia rất đơn giản, chúng ta chỉ cần tham gia trải nghiệm mua sắm với chương trình kỷ niệm 10 năm trúng iPhone XS Max với hóa đơn trên 300.000 thôi mọi người. Chúng ta sẽ có được ngay một mã dự thưởng luôn. Và điều đặc biệt là sẽ có nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các bạn theo dõi livestream. Và mọi người hãy nhớ là vào 20 giờ mỗi ngày từ ngày 25 tháng 3, từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 sẽ có công bố các giải thưởng trúng được áo thun và áo khoác nha. Và hãy nhớ theo dõi fanpage, và mình sẽ biết là ngày mai chúng ta sẽ biết được 5 vị khách hàng may mắn tiếp theo là ai, và 5 vị khách hàng mình tham gia mini game trúng là ai, với các voucher mua sắm 300.000 và chiếc áo khoác đến từ bộ sưu tập Check My Hand nhé. Và mọi người nhớ là theo dõi 20 giờ ngày mai nha, để có biết được ai sẽ là chủ nhân chiếc áo khoác tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã xem livestream của Couple TX, và các bạn hãy nhớ theo dõi fanpage, nhấn like và share nhé. Bye bye.